Bạn muốn đi đào hóa thạch với ai? Đội trưởng Kiki, đội cứu hộ gấu trúc nhỏ, hãy khởi hành ngay. Bật radar. Radar cho thấy có hóa thạch ở nơi nó phát sáng. Một lớp đất cỏ trên đó. Dùng xẻng tay để loại bỏ đất phủ. Vâng, đã tìm thấy một hóa thạch, là tốt lắm. Sử dụng bàn chải nhỏ để loại bỏ tro trên bề mặt hóa thạch. Wow, đã tìm thấy một hóa thạch, tiếp tục đi. Sử dụng cách cuốc sắt để đập đá và tìm nơi có hóa thạch. Vâng, đã tìm thấy một hóa thạch, là tốt lắm. Wow, đã tìm thấy một hóa thạch, tiếp tục đi. Tuyệt vời, đã tìm thấy tất cả các hóa thạch ở đây. Yeah, tất cả các hóa thạch đều đã được thu thập. Quay lại để hồi sinh những chú khủng long. Đây là những hóa thạch mình mang về, mình sẽ để chúng cho bạn. Cryolophosaurus. Khủng long tuyệt ăn thịt. Vời, khủng long đã được hồi sinh thành công. Hôm sau tôi sẽ đưa những chú khủng long đến thiên đường khủng long. Chúng ta có. Hãy đi tìm một số loài khác. Đây là một cuốn sổ tay minh họa vừa được quét. Có một cuộc gọi đến. Hãy trả lời cùng nhau. Hãy khôi phục lại hình dạng của khủng long Diolophosaurus. Đâu?
thân, đuôi. Loài nào sau đây là khủng long Diallo? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Khủng long Diallo ăn gì? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Bạn đúng là một chuyên gia khủng long, cảm ơn bạn nhé.